Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc lộ 26 từ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến đèo Phượng Hoàng, tỉnh Đắk Lắk mới nâng cấp mở rộng được 1/3 tuyến, nhưng đã có một trạm thu phí đang được dựng lên khiến người dân cảm thấy bức xúc. Phản ánh của khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 4D thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Hai xe tải lao xuống vực sâu 30m, 4 người bị thương. Clip do khán giả Hàng Apao có số điện thoại 0868 và số cuối 780 cung cấp tới chương trình. Đêm hàng chục chiếc xe tải, xe ben chở đất làm vung vãi khắp mặt đường, gây bụi bặm. Thực trạng xảy ra tại huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đầu tư xây dựng lò đốt rác hiện đại nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, giúp người bệnh và các bộ và nhân viên có môi trường làm việc và chữa trị trong lành, an toàn. Chia sẻ của khán giả Quang Anh từ số điện thoại 0124 3 số cuối 892. Dù chỉ học hết lớp 9, nhưng một nông dân tại Đồng Tháp đã sáng chế ra sản phẩm máy đa năng, giúp giảm chi phí và công sức trong sản xuất lúa. Chia sẻ của khán giả Đăng Khôi từ số điện thoại 0123 3 số cuối 728. Sau đây là nội dung chi tiết. Quốc lộ 26 từ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến đèo Phượng Hoàng, tỉnh Đắk Lắk, dài trên 30 km. Vừa qua, thì tỉnh Khánh Hòa đã giao cho hai đơn vị đồng thi công để nâng cấp mở rộng tuyến đường này. Hiện nay mới có 10 km được đầu tư nâng cấp mở rộng và vẫn chưa được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, thì một trạm thu phí BOT đã vội vã mọc lên ngay tại đây và gây bức xúc cho người dân. Đó là nội dung phản ánh mà khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa đã gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những hình ảnh mới được ghi lại tại 10 km đầu tiên từ thị xã Ninh Hòa đến đèo sát của tuyến quốc lộ 26 từ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đi đèo Phượng Hoàng, tỉnh Đắk Lắk. Đoạn đường này hiện nay vẫn chưa được hai đơn vị đồng thi công làm hoàn chỉnh. Nhiều chi tiết như lề đường, vạch tim đường, làn đường vẫn chưa thành hình. Tuy nhiên, những ngày qua, người dân và các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 26 đã ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi thấy một trạm thu phí BOT đang được dựng lên ngay tại đoạn đường còn dở dang này. Bức xúc hơn là trên 20 km từ đèo sát đến đèo Phượng Hoàng vẫn nguyên hiện trạng như cũ. Mặt đường thì nham nhở, có đoạn dài hàng mấy cây số, chỉ lót bằng những tấm đan xi măng, khiến xe cộ luôn bị giàn sóc. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Vân Hằng, thì trước hiện trạng của con đường trên, việc một trạm thu phí BOT mọc lên tại đây rất không hợp tình hợp lý. Vì thông thường đơn vị đầu tư sau khi hoàn chỉnh việc nâng cấp mở rộng cả tuyến đường mới bắt đầu dựng trạm thu phí để hoàn vốn. Chị Hằng và những người dân tại địa phương rất mong ngành chức năng nên cân nhắc khi cho đặt trạm thu phí nêu trên. Chuyển sang một số phản ánh về giao thông. Vào sáng ngày 21 tháng 3 trên quốc lộ 4D thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải. Sau va chạm, cả hai xe đều rơi xuống vực sâu khoảng 30m và khiến cho 4 người bị thương nặng. Một số thông tin và hình ảnh về vụ việc đã được khán giả Hàng Apao có số điện thoại 0868 3 số cuối 780 cung cấp tới chương trình. Thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 3, trên quốc lộ 4D ở chân đèo Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải, làm 4 người bị thương nặng. Thank you.
một chiếc xe container va chạm với một xe tải 2,5 tấn, làm cả hai xe rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét, dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, đưa 4 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đường. Đồng thời tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Còn tại Hà Tĩnh, vào rạng sáng ngày 21 tháng 2, tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, một xe tải đã lao xuống ruộng khiến cho 20 tấn dưa trên xe đổ ra ngoài. Theo thông tin mà khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0989 3 số cuối 687 cho biết, thì nguyên nhân là do tài xế ngủ gật. Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 47C09812 do tài xế Trần Tuấn Thành, sinh năm 1975, quê ở Đắk Lắk, chở dưa hấu đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa phận xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, thì xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải đường và lật nghiêng xuống ruộng. Tại trường, khoảng 20 tấn dưa trên xe đã tràn ra ruộng, trong đó 1/2 số dưa đã dập nát, hư hỏng. Rất may, tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng nên đường vắng, không ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, còn tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ. Sáng cùng ngày, người dân quanh khu vực đã hỗ trợ tài xế chuyển toàn bộ số dưa bị đổ sang xe khác lưu thông, chở đi tiêu thụ. Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, dư luận đang bất bình về thực trạng. Đêm đêm có hàng chục chiếc xe tải, xe ben chở đất làm vung vãi khắp mặt đường, gây bụi bặm. Khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779 cho biết, thực trạng này đang khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập. Những hình ảnh được ghi lại vào khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại thôn Thuận Hiếu, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dưới chân cầu, hàng chục chiếc xe ben, xe tải nặng luân phiên chạy liên tục chở đất về các lò gạch trên con đường liên thôn. Sau đó chạy ngang nhiên trên đường quốc lộ 19. Tương tự, các xe ben quá khổ quá tải của một địa điểm khác từ thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định liên tiếp kéo nhau chạy rầm rầm trên tuyến quốc lộ 19B để giao cho các lò gạch ở huyện Tây Sơn. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân thì các xe khai thác đất và cát đều chở quá khổ quá tải và khiến cho nhiều người dân mất ăn mất ngủ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Đi kèm với đó thì các tuyến đường bị hư hỏng nặng. Khán giả Thanh Hải thiết nghĩ các cơ quan chức năng tại địa phương nên có biện pháp ngăn chặn kịp thời nhằm tránh hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nông dân trồng vú sữa ở huyện Phong Điền, Cần Thơ vừa chưa hết lo lắng cho vườn vú sữa đầu mùa không đạt hiệu quả năng suất như mong đợi. Thì vào thời điểm này, mức giá giảm đột ngột so với tháng trước và giảm mạnh chỉ còn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái lại càng khiến cho người nông dân lao đao.
nhiều người đang phải bán tháo do sợ ứ đọng hàng tại vườn. Ghi nhận của khán giả Thúy Linh có số điện thoại 0987 3 số cuối 778. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cùng thời điểm này năm trước, vú sữa đã vào cuối mùa. Nhưng năm nay, do thời tiết bất thường, lúc vú sữa ra hoa lại gặp mưa kéo dài, khiến cây thụ phấn kém, cũng như bị úng nước, làm trái lâu chín hơn. Đến nay, vú sữa mới chín rộ, nhưng bán giá thấp và thậm chí có lúc thương lái chỉ lấy vú sữa loại 1, loại 2 mà không thu mua vú sữa loại 3, 4 vì trái nhỏ, khiến nhà vườn phải chịu thất thu. Nếu so với cùng kỳ năm trước, giá cũng vào khoảng 10 đến 13.000 một kg, nhưng hiện tại vú sữa đang thu hoạch rộ mà giá chỉ 5-6.000 đồng một kg. Thậm chí, mức giá hiện tại đã giảm đột ngột so với tuần trước, từ 3 đến 4.000 một kg. Được biết, các vựa vận chuyển đến các nơi như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Campuchia khoảng 1 đến 2 tấn một ngày và bán với giá 10.000 đồng một kg cho thương lái mua xỉ. Cái giá thì nói chung thì thua mỗi năm, tới mùa là thua mỗi năm tới mùa tháng này thì 10.000, bây giờ còn chỉ có 8.000, 6.500 vậy à. Nếu mà mình làm lúa ha, mình trồng cây nè, nếu nó có giá thì cuộc sống nó đỡ lắm. Còn nếu mà nó giá kiểu này thì coi như là mệt, đó, mệt lắm mệt. Cuối mùa là nó rẻ, nó càng ngày nó càng tụt giá, thì nó mới đầu mùa thì nó mắc, còn nếu mà đầu mùa nó mắc vậy là cuối mùa thì nó rẻ, bị trái nó không được tốt. Vì nó sâu xia này kia người ta không có chăm sóc nữa, thành ra nó rẻ hơn. Thưa quý vị, khán giả Thùy Linh cho biết thêm, hiện người nông dân vẫn tiếp tục thu hoạch và bán hết đợt vú sữa muộn này, đồng thời chuẩn bị các biện pháp tốt để bảo vệ cây vú sữa khỏi thời tiết, cũng như chuẩn bị cho một vụ vú sữa sau thành công và được giá, tránh bị thương lái thao túng như thời điểm hiện tại. Tại Trà Vinh, trong những ngày gần đây, bà con nông dân ở ấp 15 và ấp 16, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải đang điêu đứng trước tình trạng dưa hấu được mùa nhưng thương lái ép giá, khiến cho dưa tồn đọng không thể bán được. Theo tìm hiểu của khán giả Phùng Thảo Anh có số điện thoại 0989 3 số cuối 413, thì trước tình trạng trên, một người dân ở Ninh Kiều, Cần Thơ đã thu mua dưa với số lượng lớn nhằm tiêu thụ giúp bà con nông dân. Vụ dưa này, sản lượng mỗi hecta đạt gần 3 tấn trái, được thương lái đặt cọc đầu vụ với giá 9.500 đồng một kg đến 10.000 đồng một kg. Tuy nhiên, đến thời kỳ thu hoạch, thương lái chỉ thu mua khoảng 1/3 tổng số dưa tại ruộng với giá 6.500 đồng một kg. Số còn lại chỉ mua với giá 1.000 đến 1.800 đồng một kg, thậm chí là không mua. Với lý do dưa không đạt chất lượng, trái không đẹp, cỏ không bóng, không thể xuất khẩu được. Việc này khiến bà con dù trúng mùa nhưng không tiêu thụ được dưa. Thêm vào đó, dưa đã tới kỳ thu hoạch nên không thể để lâu, đành bán tháo dù lỗ nặng. Nhận thấy được sự khó khăn của bà con nông dân, ông Nguyễn Vũ Lang, một tiểu thương chuyên bán gạo ở Ninh Kiều, Cần Thơ, đã bao tiêu 20 tấn dưa với giá ban đầu là 3.000 đồng một kg cho bà con Trà Vinh. Số dưa đó được ông Lang mang về Cần Thơ bán lẻ với giá 6.000 đồng một kg. Sở dĩ giá dưa cao hơn tại vườn là để bù chi phí vận chuyển, nhân công cũng như hao hụt do dưa dập, hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, ông cam kết không thu lợi nhuận. Khi bán hết số dưa trên, trừ chi phí phần lãi còn lại, ông sẽ gửi lại cho nông dân. Thưa quý vị, theo chia sẻ của khán giả Thảo Anh thì thương lái ép giá người trồng dưa hấu Trà Vinh là do số lượng dưa thu hoạch thời điểm này quá lớn dẫn đến cung vượt cầu. Chị Thảo Anh cũng đánh giá phong trào mua dưa hấu ủng hộ nông dân Trà Vinh được ông Nguyễn Vũ Lang phát động là hành động thiết thực và giúp cho người nông dân giải quyết được phần nào những nỗi khó khăn ở thời điểm này. Rác thải y tế luôn là vấn đề bất cập trong việc xử lý. Trong khi nhiều bệnh viện đang chăn trở trong việc xử lý rác ra sao cho an toàn và hiệu quả, thì Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã đầu tư xây dựng lò đốt rác hiện đại, công suất hơn 1 tấn rác thải mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu tiêu hủy rác y tế độc hại hàng ngày. Theo khán giả Quang Anh có số điện thoại 0124 3 số cuối 892, thì việc này không chỉ giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, mà còn giúp cho người bệnh và cán bộ, nhân viên có môi trường trong lành và an toàn hơn.
Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang mỗi ngày tiếp nhận liên tục một số lượng lớn bệnh nhân. Công việc của các bác sĩ cũng không ngơi tay. Áp lực là vậy, nhưng mỗi y bác sĩ điều dưỡng bệnh viện luôn nâng cao ý thức trong việc phân loại rác thải y tế thông thường và rác thải y tế độc hại ngay sau khi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Đối với rác thải của bệnh viện hiện nay, từ 10 đến 15% là loại chất thải độc hại cao, dễ gây lây nhiễm, tập trung chủ yếu ở các loại kim tiêm, bông băng, chất thải dịch. Còn lại là các loại bao bì, vỏ chai. Loại rác thải có độ nguy hiểm cao là nơi tập trung nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh, rất nguy hiểm nếu phát tán ra môi trường. Chúng có thể gây lây nhiễm độc hoặc làm lây truyền các bệnh nhiễm trùng cho người tiếp xúc trực tiếp với chất thải. Việc phân loại các loại rác thải ngay sau khi nhân viên y tế sử dụng xong nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và nhân viên y tế. Rác thải được phân loại ngay từ đầu giúp cho khâu xử lý của nhân viên xử lý chất thải trở nên an toàn và nhanh chóng hơn. Qua tìm hiểu, khán giả Quang Anh được biết, theo quy định thì các chất thải y tế nguy hại cần phải được quản lý, phân loại, cô lập, tiêu hủy hoặc tái chế theo phương pháp thích hợp. Trước đây, lò đốt rác thải nguy hại của bệnh viện chỉ có công suất gần 500 kg mỗi ngày. Trong khi đó, lượng rác thải bệnh viện khoảng từ 600 đến 800 kg mỗi ngày. Cũng chính vì vậy mà thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, lò đốt phải hoạt động liên tục. Nhưng với lò mới này, tình trạng trên đã được xử lý. Khán giả Quang Anh đánh giá, việc xử lý triệt để chất thải y tế là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn đến môi trường và xã hội. Chính vì vậy, việc xử lý tiêu hủy chất thải y tế đúng quy trình và triệt để của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân. Một chiếc máy mới đa tính năng thời gian gần đây xuất hiện trên các cánh đồng lúa miền Tây đang giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều công sức lao động. Người sáng chế ra chiếc máy đa năng độc đáo với các tính năng như là xịt thuốc, xạ phân, xạ lúa là anh Lê Văn Sửa, ngụ tại ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Đồng, tỉnh Đồng Tháp. Dù chỉ học hết lớp 9, nhưng với niềm đam mê với máy móc và chăn trở vì nông dân tốn chi phí cao cũng như là vất vả trong sản xuất lúa, nên anh đã tìm tòi và chế ra sản phẩm độc và lạ trên. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Sửa và cùng tìm hiểu về những sáng chế độc đáo của anh qua clip do khán giả Đăng Khôi có số điện thoại 0123 3 số cuối 728 cung cấp cho chương trình. Chiếc máy đa năng có chức năng xịt thuốc với công suất hơn 180 công một ngày được anh Lê Văn Sửa, ngụ ở ấp An Thọ, xã An Phước nghiên cứu và cho ra đời vào năm 2001. Qua quá trình sử dụng, máy đã được nông dân đánh giá cao bởi chi phí phun thuốc giảm, lại hạn chế người sử dụng tiếp xúc với thuốc. Không dừng lại ở sáng chế máy phun thuốc, đến giữa năm 2015, anh Sửa tiếp tục nâng thêm tính năng của máy phun xịt lên thành máy đa năng, gồm 3 chức năng, phun xịt thuốc, xạ lúa và xạ phân. Chiếc máy được thiết kế gồm một máy xăng, bơm nén, hộp số, một cầu 1,4 tấn, bồn chứa phân, chứa thuốc và 4 bánh. Ưu điểm của máy là có thể sử dụng ở lúa nhiều giai đoạn khác nhau, giảm chi phí thuê mướn nhân công. Chỉ cần có một người điều khiển là có thể phun xịt, giải phân, xạ lúa một cách nhanh nhất. Theo chia sẻ của khán giả Đăng Khôi thì hiện nay chiếc máy đa năng của anh Sửa đã được nhiều người nông dân ở các tỉnh Long An, Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng và nước bạn Campuchia đặt hàng. Tùy theo chức năng mà mỗi chiếc máy có giá từ 25 triệu đến 90 triệu đồng một máy. Mỗi năm anh Sửa cung cấp ra thị trường từ 40 đến 50 máy cho nông dân. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip đã được phát trong ngày hôm nay. Quốc lộ 26 từ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến đèo Phượng Hoàng, tỉnh Đắk Lắk dài trên 30 km. Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho hai đơn vị đồng thi công để nâng cấp mở rộng tuyến đường này. Hiện nay mới có 10 km đầu tiên được nâng cấp mở rộng và vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, một trạm thu phí BOT đã vội vã mọc lên ngay tại đây gây bức xúc cho người dân. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Sáng ngày 21 tháng 3, trên quốc lộ 4D thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải. Sau cú va chạm, hai xe rơi xuống vực sâu khoảng 30 mét, dính chặt vào nhau và đều hư hỏng nặng. Đã có 4 người bị thương trong vụ tai nạn này. Clip do khán giả Hàng A Pao có số điện thoại 0868 3 số cuối 780 cung cấp tới chương trình. Sáng ngày 21 tháng 3, tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một xe tải đã lao xuống ruộng, khiến 20 tấn dưa trên xe đổ ra ngoài. Rất may, tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ. Được biết, nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do tài xế ngủ gật. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0989 3 số cuối 687. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, dư luận đang bất bình về thực trạng đêm đêm có hàng chục chiếc xe tải, xe ben chở đất làm vùng vãi khắp mặt đường, bụi bặm mù mịt, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779. Nhiều nông dân trồng vú sữa ở huyện Phong Điền, Cần Thơ vừa chưa hết lo lắng cho vườn vú sữa đầu mùa không đạt hiệu quả năng suất như mong đợi. Khi thời điểm này, mức giá giảm đột ngột so với tháng trước và giảm mạnh chỉ còn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, lại khiến họ càng lao đao, phải bán tháo do sợ ứ đọng hàng tại vườn. Ghi nhận của khán giả Thùy Linh có số điện thoại 0987 3 số cuối 778. Những ngày gần đây, bà con nông dân ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang điêu đứng trước tình trạng dưa hấu được mùa nhưng bị thương lái ép giá. Trước tình cảnh này, phong trào mua dưa hấu ủng hộ nông dân Trà Vinh đã được ông Nguyễn Vũ Lang ở Ninh Kiều, Cần Thơ phát động với hành động thiết thực giúp người nông dân giải quyết được phần nào khó khăn. Chia sẻ của khán giả Phùng Thảo Anh từ số điện thoại 0989 3 số cuối 413. Trong khi nhiều bệnh viện đang chăn trở trong việc xử lý rác sao cho an toàn và hiệu quả, thì Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã đầu tư xây dựng lò đốt rác hiện đại, công suất hơn 1 tấn rác thải mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu tiêu hủy rác thải y tế độc hại, góp phần giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, giúp người bệnh, cán bộ, nhân viên có môi trường làm việc và chữa trị trong lành, an toàn. Chia sẻ của khán giả Quang Anh có số điện thoại 0124 3 số cuối 892. Dù chỉ học hết lớp 9, nhưng với niềm đam mê máy móc, nên anh Lê Văn Sửa, ngụ ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, đã tìm tòi và chế ra sản phẩm máy đa năng, có thể xịt thuốc, xạ phân, xạ lúa, nhằm giúp nông dân giảm chi phí và vất vả trong sản xuất lúa. Chiếc máy đã được nhiều nông dân trong các tỉnh Long An, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và nước bạn Campuchia đặt hàng tìm mua. Chia sẻ của khán giả Đăng Khôi từ số điện thoại 0123 3 số cuối 728. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD9 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ email là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.